Lục địa Tevas đã bình yên hơn 2.000 năm nay, nhưng không phải trước đó là như vậy. Vài ngàn năm trước, lục địa Tevas đầy action những ma thần ở khắp mọi nơi. Các ma thần đều có khả năng điều khiển sức mạnh nguyên tố và khống chế, kiểm soát ở những cái lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên khi bảy vị trí tối cao ở đảo Thiên Không Celestia được khai mở, hứa hẹn kẻ chiến thắng sẽ thống trị tuyệt đối đối với lại những kẻ dưới quyền của mình. Và lúc này những cuộc chiến tranh giành quyền lực gây gắt giữa các ma thần nổ ra trên khắp lục địa Tê Vát kéo dài cả ngàn năm. Và bảy vị thần chiến thắng đã bước lên vị trí cao nhất lập nên bảy vương quốc nguyên tố giống như ngày nay. Có lẽ là cuộc chiến ma thần đã lùi xa hơn 2.000 năm, nhưng không phải như vậy đã là kết thúc, thân xác thối rửa và oán hờn của những ma thần bại trận. Đã gieo rắc hận thù và oán hận bại trận của mình vào thế giới hóa thành yêu ma những khi yêu ma bùng lên thì dịch bệnh ma quỷ và tai ương cũng kéo theo sau và thế là nham vương đế quân john lee một lần nữa kêu gọi các giả xoa trỗi dậy diệt trừ yêu ma hưởng lời kêu gọi có năm giả xoa hùng mạnh họ thề với lại nham vương là sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ thế gian diệt trừ khổ ải đến chết mới thôi nhưng trong trận huyết chiến kéo dài cả ngàn năm họ cũng không thể tránh khỏi bị nghiệp chướng kìm hãm và lòng căm thù của quỷ dữ làm ô nhiễm hoặc là rơi vào sợ hãi và phát điên, hoặc là tàn sát lẫn nhau, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Năm vị tiên nhân hùng mạnh ngày xưa thì ba đã chết trong kiếp nạn, còn một thì tẩu hỏa nhập ma và không rõ tung tích. Và sau hàng ngàn năm tai họa, chỉ còn mỗi hàng ma đại thánh vẫn còn sống. Ok, và người sống sót cuối cùng luôn là kẻ cô đơn nhất. Và với lời thề bảo vệ Liê, hiệu là hàng ma đại thánh, biệt danh là hộ pháp dạ xoa đã tướng quân, sao chính là sao cái nhân vật mà các anh em mong chờ và chỉ trong vòng 7 ngày nữa thì chúng ta có thể chạm tận tay được vào cái nhân vật hàng ma đại thánh này với tính cách lạnh lùng ít nói và có phần hơi tàn bạo thì có lẽ điều này cũng đúng thôi với một tiên nhân sống cả hàng ngàn năm thì cái phiền não cũng như là cái tình cảm đôi khi nó cũng đã thay đổi đi rất nhiều Ok và nếu như các anh em từng gặp sao tại nhà trò vọng thư thì chúng ta đều biết rằng món ăn yêu thích của sao chính là đậu hũ hạnh nhân Sao không hứng thú với lại đồ ăn của nhân gian, chuyện duy nhất là đậu hủ hạnh nhân là có thể miễn cưỡng ăn, vì sao cảm thấy mùi vị của đậu hủ hạnh nhân giống như là một giấc mơ đẹp. Một người hùng thầm lặng chiến đấu chống lại yêu ma bảo vệ ly Dê giống như là Di Lục. Và trong truyền thuyết Gan Yu thì chúng ta cũng biết rằng sao có vai vế rất cao trong các vị tiên nhân, đồng thời cũng là sư phụ của Gan Yu. Với sức mạnh chiến đấu linh hoạt và khi đột phá còn tăng thêm tỷ lệ bạo kích, và với đặc sắc của kỹ năng nộ là dùng điểm máu để đổi lấy khả năng tăng sát thương và nhảy cao trong thời gian ngắn. Sao thực sự là một nhân vật hứa hẹn và hấp dẫn trong thời gian tới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua xem bộ kỹ năng của sao như thế nào nha. Tấn công thường, quyển sách phủi bụi trong chớp mắt sao thực hiện tối đa 6 lần đánh liên tiếp về phía kẻ thù. Trong kích tiêu hao thể lực nhất định, vu mạnh giáo hất văng kẻ thù lên trên. Kỹ năng nguyên tố, đuôi bánh xe gió, sông thẳng lên phía trước, gây sát thương nguyên tố phong cho địch trên đường lao chúng Kỹ năng này có thể thi chuyển trên không trung và ban đầu có hai lần sử dụng. Và cuối cùng, kỹ năng nộ vũ điệu trừ tà, phơi bày mặt nạ giả dạ xoa hàng ngàn năm trước khiến cho yêu ma quỷ quái đều phải run sợ. Và khi đeo mặt nạ giả dạ xoa thì sẽ tăng khả năng nhảy cao của sao, tăng phạm vi tấn công và sát thương. Chuyển sát thương tấn công thành sát thương nguyên tố phong, chuyển hóa nguyên tố này không thể bị đính kèm thay thế. Và ở trạng thái này, sao sẽ liên tục bị mất máu, hiệu quả sẽ bị mất khi sao rời trận. Ok như vậy là không còn bàn cãi gì sao đã gần kề và rõ ràng đây là một con DPS chủ lực rồi. Các đoàn tấn công của sao đều đến kèm nguyên tố phong vì vậy cho nên có thể kết hợp cùng với những nguyên tố khác để liên tục tạo ra phản ứng khuế tán. Quá linh hoạt và cực kỳ tàn bạo, chưa nói đến cái mức độ gây sát thương thì cái lối đánh linh hoạt và tàn bạo này là chúng ta đã thấy phấn khích rồi. Rõ ràng đây là một cái lối đánh hành động tốc độ cao mãn nhãn. Ở okay, tóc dài lãng tử màu xanh sở hữu nguyên tố phong đeo mặt nạ và nếu như mà các anh em để ý khi mà sao đeo mặt nạ dạo xoa vào thì những cái hình xăm ở trên khắp người của anh ta bắt đầu rực sáng lên. Ok, quá ngầu phải không các anh em? Ok, và cái cuối cùng mà chúng ta mong chờ nhất ở sau đó là bây giờ chúng ta đã có thể nghe được giọng nói của Kirito trong đao kiếm thần vật ngay trong Genshin Park. Đã có lúc các anh em đắm chìm trong Sword Online, xóa nhà giữa ranh giới thực và ảo. Thì bây giờ đây, một lần nữa các anh em được nhập vai vào Kirito tung hoành khắp mọi nơi. Ok và giờ đây mình nhớ tới những cái màn đánh bốt mãn nhãn của Kirito Hy vọng là chúng ta có thể tái hiện những cái màn đó bằng sao ở trong Genshin Impact Có lẽ là khi ra mắt thì chúng ta sẽ có nhiều điều để kể, nhiều điều để nói với nhau về sao Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu hơn về cốt truyện của sao trong những cái video sau Ok, bye bye tất cả các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở quá khứ chứa màu bóng đêm của sao trong những cái video sau. 水難、羅刹難、抱きに来難、毒薬難の際は、我が名を呼びたまえ。三眼五剣先人、将。召喚に応じ参上。お前のことは我が守る。が、我に近づくな。我の邪魔はするな。でないと後悔するぞ。殺戮は我の専門分野だ。 お前が殺せないとき我を呼ぶといい大難、俗難、ー難、ナ難、スイ難、ーきにツ毒薬難の際は我が名を呼びたまえ三眼五剣仙人ショウ官に応じ参上お前のことは我が守るが我に近づくな I'm willing to protect you But don't think about getting close, and stay out of my way, or all that awaits you is regret. Trouble? <laughs> trouble means nothing to Adepti. There is no trouble that can last for a thousand years. I deal in death. If you cannot bring yourself to kill, speak my name. I'm willing to protect you, but don't think about getting close, and stay out of my way or all that awaits you is regret.